Mến chào quý vị khán giả đến với kênh của em Ẩn Hồng Nghĩa. Thì ngay lúc này em đang có mặt ở Long An. Thì quý vị đã thấy đây là bức tượng Sư Minh Tuệ được người dân ở Long An đặt. Thì em sẽ ghi hình một chút xíu để cho quý vị xem. Thì trước mặt quý vị là anh nghệ nhân. Nghệ nhân thì cũng không đúng, anh Nghiệp Dư làm thợ hồ. Vì yêu mến thầy Minh Tuệ nên đã tạc tượng thầy. Em thấy chưa có đẹp lắm, tại vì hồi đó giờ anh chưa có làm tượng, mới làm tượng lần đầu tiên á. Tại vì anh làm chậu, bán chậu chứ không phải là anh làm bán tượng, phải không? Dạ. Anh đứng đây cho dính cái tấm hình Sư Minh Tuệ, em hỏi thăm xíu à. Rồi cho lại đằng thẳng đi. Để thẳng đi anh chị. Anh chỉ từ cái đây. Thôi anh anh quay nhiều rồi. Giúp anh vé đi, tuốt cho nước hòa chạy xuống. Em em là fan hâm mộ từ Đức Hòa, em chạy xuống để em ngắm cái bức tượng của anh nè. Cái cơ duyên nào mà anh tâm huyết để anh dồn để anh làm cái một tượng này anh? Tại vì nói chung là ổng xưa giờ đâu có ai tu như ổng đâu, đi bộ nội mình đi bộ nó là trừ đây ra chợ mà giò không nắng vậy mình đi không có giò đâu, gần chết ổng tu 7-8 năm rồi, ổng tu ở nhà hết vô chùa hết gần hai năm rồi, ở nhà 1 năm nữa rồi đi bộ 6 năm nữa, tính ra ông tu 8 năm rồi còn gì nữa. Dạ. Ai tu đó giờ xưa giờ ngàn năm nay chưa ai như ông thầy Minh Tuệ đâu đó. Dạ. Ông đâu là sư đâu, ông học tu thôi, mình cũng học làm tượng như ổng vậy thôi. Dạ. Đúng không? Chứ mình nói chung là đây là bán chậu chứ không phải là bán tượng. Kinh doanh chậu. Kinh doanh chậu này ha. Chậu kia đó. Đó. Rồi anh mới làm bức tượng này mất bao lâu anh? Khoảng 2 tuần. 2 tuần rồi ha. Nửa tháng á. Dạ. Tại vì còn làm chậu của bán đâu nữa chứ không phải là làm xuyên suốt. Đó, nhà sản xuất chậu à. Dạ. Thì sẵn đây được chút xíu nữa em quay cái chỗ mà anh bán chậu. Thì cho em hỏi cái bức tượng này là anh làm là anh đã hài lòng chưa hay là có muốn sửa lại không? Chưa, nói chung là cái đầu ổng nói chung là chưa, tại vì khổng nó lớn. Dạ. Thì tượng nó cao nó lớn là phải cái người nó lớn với cái đầu nó phải lớn hơn một chút, tại vì người tượng nhỏ thì cả 1 mét á. À. Thì cái đầu nó sẽ nhỏ lại, chứ nếu mà mình cái tượng bự mà cái đầu thứ nhất là nó nhỏ lại thì nó không giống. À. Tại vì cái khổ nó lớn quá chứ không phải là tại vì bên xây dựng nó nói sao cái đầu nó nhỏ, cái tượng bự là phải đầu bự, nếu mà cái tượng mà bự á gắn vô cái đầu nhỏ nó không giống đâu, nó thật ra là cái đầu với cái tượng nó phải kích thước nó phải bằng nhau. Rồi anh ví dụ như làm như vậy tâm huyết vậy rồi có ví dụ có khán giả người ta muốn hỏi mua đó anh có chia lại không? Có chứ. Tại nói chung là tùy hỷ ở tâm tới nói luôn, là nói chung là nội mà cái tiền sơn không là hơn 5 triệu rồi đó, tại vì mười mấy hũ sơn là sơn đó, sơn này là nói chung là 3-4 nước chứ không phải nó mới bóng vậy đâu. Còn mà tét bột rồi sơn rồi lăn keo đó mới bóng vậy chứ còn thôi là đâu có bóng. Là tiền sơn không là cũng tiền sơn là 5 triệu rồi đó. Trời keo ơi. Là hết là 2 chai keo rồi đó. Chai keo sừng qua vòng là nó không đủ nữa. Dạ. Keo hết trăm mấy rồi không đủ. Dạ. Thì sẵn đây anh cho em biết chất liệu là làm bê tông cốt thép. Bê tông cốt thép. Rồi đây là nói chung là đắp người ta là thọt tay vô là đắp chống lỏng, trong đây luôn là đắp người ta trước. Đó là đây là cái vòng ngoài là cái áo thôi nè. Thọt cái tay vô hết người luôn nè. Dạ. Là chưa đụng ở trên nữa. À vậy à, ở trong nó bọng hả anh? Nó bọng nè, em quay phim nó bước vô đây em chụp là em biết nó bọng hay không liền, em thò hết cái tay vô. À trong đây nó bọng ha. Ờ nó là đắp người ta trước. Đắp cái ta trước rồi xong mới là cái này là phủ cái áo thôi. Cái tượng này bảo nó nặng là phải cỡ 700 kg. 700 kg. Nội cái đế này không, hỏi anh cái hai cái thao đó, bê tông đó, cái đế đó bên kia kìa là nội rinh không nổi. Cái tại vì á bê tông cốt thép là phải này nó mới chịu được cái tượng đó thôi, là anh mà động mỏng mỏng nó lạnh nó tè mình chết luôn á, chứ dẫn cái tượng này phải 700 kg. Đây không giống giống đó cái này là, nếu mà còn lơ mơ là anh mà làm một cái lớp mỏng vậy là đứng là nó lật liền đâu đó em. Rồi anh làm bức tượng này vợ có đồng tình không? Đồng tình ủng hộ chứ, ủng hộ mới làm chứ, tại vì anh là cái chậu chiếc rồi là vợ chồng thì làm thôi chứ đồng có gì đâu. Chồng, tác biển đông cũng cạn. Tác biển đông cũng cạn. Đó, nội cái nhà không mà hai vợ chồng tự làm đâu ra đó, nhà bên đó là tự làm một tay làm luôn á, hai vợ chồng cái con phụ hồ đó, nhà bự bên đó đó. Đồng,
tính ra phải nói dừng vậy chứ là nguyên cái tập quyết qua cảnh dồn vô bức tượng nè. Tiền tuổi vô đây nhiều lắm chứ mà ấy đâu. Anh nhận định là có bức tượng này chưa giống sư Minh Tuệ nhưng mà chưa. Mình nói chung là mình sửa gì không anh ơi? Không, tại vì cái khổ của mặt mềm vậy là vậy thôi. Còn á, nếu mà có tâm huyết thì cái tượng sau nó sẽ đẹp hơn. À, mình làm tượng sau nữa ha. Đó. Cái này là sản phẩm đầu tay. Sản phẩm đầu tay, chính chu. Tại vì hồi xưa giờ nhỏ lớn là mình mới làm tượng lần đầu tiên. Tại mình phái, mình hâm mộ ổng tu như vậy thôi. Chứ kiếp người đó là chưa ai mà dám tu cho ổng, thật sự nói. Vậy là hy vọng cái tượng sau á là sẽ thành công. Đó, đúng rồi, sẽ có làm tượng sau. Đó, đang đổ đế kìa mà từ từ mới làm. Mà anh cho em có ý kiến này, nếu mà tượng sao anh làm mà không được thì anh em anh đúc cái bức thật cao á. Ờ, cho giống hơn. Nhưng mà nó, sửa nó dễ cái, hơn. Cái bàn nó không có bàn bằng cái này. Không mà mình đem về khuôn cắt sẵn vô á, làm khuôn thôi. Đó là chắc cú luôn. Không thì đâu, cũng đắp bằng tay bình thường tại mình muốn cái tấm lòng mình nó đi vô mình mua người khác mình nhập về nó phải sản phẩm của mình. Không thấy bây giờ tự tay làm còn không thì giờ anh mua cái không tức là cao. Bây giờ làm dưới đất trước tức là mình làm mình tạo cái đầu trước xong bắt đầu mình thấy được á rồi bắt đầu mình mới ấy mình để lên mình tạo hình lên rồi tức là mình tạo rồi xong mình cái đầu đó mình mới ráp sắt vô đây tức là đây có sắt cái đầu mà không có sắt nó lật lên nó gãy mình như chuyện là nó gãy đâu phải đơn giản đâu thí dụ anh mua người ta này thí dụ người ta cắt ngang không có sắt sao nói tức là mình phải nói cái khớp. Còn bảo này là sắc dữ lắm, anh đu lên không gãy nữa mà. Đu lên luôn luôn. Đây nè, tao thiệt nè. Ôi trời. Bê tông có cái nồi cơm điện này là cái nồi cơm thiệt luôn hả anh? Nồi cơm thiệt luôn chứ. Rồi anh để ở đây rồi lấy về nấu. Không, cái này nồi cơm này là cái nồi nó đã hư rồi. Mà cái này còn thiếu chả dưới túi lại một cái gói đồ ăn. Không, cái này là người ta chưa có khắp thành cho thầy. Nồi đẹp tối nhớ lấy vô nha. Tối lấy vô chứ. Tối nhớ lấy vô chứ không để sáng nó mất tiêu. Về chai cái lợp á. Anh ẩn là từ hồi ghé xuống nè. Giờ chú Diếm đó là anh là người cái này là mình chạy túi lại một cái gói đồ ăn. Okay. Thì nói chung là không phải là mình ấy nói thiệt tấm lòng mình chứ thì mình hâm hộ mình mới làm cái bức tượng này tiền cổ nhiều lắm mới được làm bức tượng nhiều chứ đâu phải đơn giản đâu. Nãy nói là nướng sơn này là bao nhiêu tiền anh? 5 triệu cái tiền nướng sơn rồi keo á một khẩu là 300 ngàn mà khẩu mà tính là gần 10 màu chứ bộ sơn nhỏ là 300 ngàn một ký chút xíu rồi nè. Trời. Sơn cao cấp đó cái khẩu đó là khẩu đó chứ không phải là sơn gốc á chứ đâu phải là sơn mà của sơn tường nó đông sơn dùng cho chậu quá sơn thì nó giống như men vậy đúng không? Đúng rồi nó phải giống men đâu chứ không phải là sơn mà tường nhà sơn vô đây vô dài bữa nó phun hết này sơn cao cấp không à? Sơn cao cấp mà với lại mình sơn là nhà nhiều lớp hả? Nhiều lớp lắm này là 2-3 nước nó mới lên nổi vậy nó mới bóng vậy thôi chứ nè chứ không phải là sơn này phải tét bột đó đâu phải ấy đâu. Nếu mà khán giả của em xem ví dụ như mua một bao bọc là 450 à còn khúc như anh nhà kìa muốn trả giá muốn mua bức tượng này giờ anh để giá bây giờ tùy hỷ giờ nó vốn là cũng mấy chục triệu rồi đó cho đâu phải là ít đâu mấy chục triệu rồi nội tiền công là nửa tháng là nhiêu rồi dạ cái này là cái tấm lòng thôi chứ còn chị ơi chứ ảnh thì cũng muốn làm mà giống nhưng mà do là tay ngang làm mới là người mới là đầu tiên kinh doanh chậu thôi chứ không phải là kinh doanh tượng. Anh có tấm lòng nhưng mà giờ muốn làm giống anh sửa anh rồi đó chị sửa anh lần rồi đó sửa lần rồi đó bữa chiều muốn quay muốn đặt lên đó là tối đó nó tóc hành anh sửa đẹp luôn á. Nói chung không phải là cái thí dụ bây giờ làm cái đầu nó nhỏ lại so với cái tượng nó bự thì không có được tại cái tượng nó bự là cái đầu nó mới bự không không có nói là cái đầu bự cái đầu nhỏ nhưng mà ý nó là cái khuôn mặt cũng giống cái khuôn mặt anh cũng giống.